Này phải bao nhiêu cục? À? Bao nhiêu cục? 3, 4 gì đó. À, cây à. Cái 5, 14. 14 cục. Em quay cho các chị xem bữa nay 14 cục mà lên dốc rất là cao nha. Nhưng mà tài xế nhỏ xíu hơn em mình bằng đó đâu. Tài xế có 50 kg à. 53 kg à. Tài xế 1m5. Này chở 14 cục. À, 14. 14 hai hàng đó, hai hàng giữa. Ờ 13 ở giữa. Ờ 13. Rồi mày mày xuống gần thử coi. Rất là cao luôn không? Mấy cục 13 cục luôn hả? Đỡ đỡ tôi đi, đỡ đỡ. Trời ơi, đậu bà cố bắt. Chưa chạy lật. Chưa chạy mà nó nặng quá, nó bị lộn luôn rồi. Tại vì nó cao quá mà. Đẩy ra xuống quá rồi. Bây giờ để tôi chạy lên dốc. Dốc rất là cao nha. Chở 14 cục luôn. Lên tới đây bóc đầu lại. Cố lên, cố lên. Đây là thành thành niên bốc. Vị trên là của tay niên mình. Xuống nữa. Làm lại. Wow. Đúng. Thật chi tới dài. Chưa phục. Xuống làm lại. Làm lại nè. Chết anh này anh không bắt chớn nè. Anh yếu hai không bắt chớn đi số hai nữa sao nó nổi. Kinh nghiệm chưa có. Chào ông. Đó, anh này chạy xe không luôn nè. Chạy xe không quay luôn. Đây đó anh này. Đây. Quay nữa đó. Này 8 cục. 9 cục. Chạy cái xe có sao không? Xe cái mẹ nó. Bỏ xe chạy. Làm lại nè. Làm lại. Cái xe này là thắt cười. Cái xe này là thắt cười lắm nè. Trời ơi. 10 cục đi số 2, 12 cục 13 cục 4 cục đi số 2. Làm lại. Sao mà cô cường đi xe năm cuốc luôn giờ tin không? Không biết chống máy là hiểu rồi. Cái giống này đi cùng tẻ rồi, không biết chống máy rồi. Chống máy đúng rồi. Nói là chạy số
Rồi, cũng thành công đây. Đây anh em đang chở rơm nè. Nói chung là kiếm đồng tiền cũng không có dễ bà con cô bác. Chở cục rơm khó khăn lắm cũng mới được cục. Nói chung mà nó khó chạy lắm. Cô bác anh chị chạy cái, chắc vậy là cái đầu nó quơ không à. Chết. Cố lên. Bốc đầu. Từ đây xuống dưới là cỡ là 2 cây mấy 3 cây số, từ chỗ này nè xuống kho 2 cây mấy 3 cây số, đường rất là xa. Anh đó anh đợi cái chú này qua đông phụ nè. Cũng bận đó, mà anh em sửa xe là vô cái máy này là vô cây dinh lớn với cái 54. Chung là phải máy phải mạnh ha. Độ lên mới chạy nổi, chở rơm nổi tại nó nặng mà. Làm hết trơn luôn á, là cái một khi nó hư cái là đầu. Cái này một cục rơm bao nhiêu? 20 kg không? 20 quân bình thì cục rơm mà 20 kg ha. 17 kg. Máy cuốn hay nặng quá thì thường là 20 kg. Ờ vậy mình cũng quân bình là một chuyến khoảng 200 kg. Tại 11 cục. Ừ, 11, 12 cục, 11 cục thì nó 200 gần 250 đó. À, đây là cái đồng mé ở đây thì người ta mới đốt rơm ha, có anh chị thế nè, gốc rạ người ta bị cháy ra. Đội chở rơm hồi nãy là tôi thấy đẹp rồi đó, ông là đẹp đầu tiên rồi đó. hồi nãy ông là tôi thắt cười lắm rồi đó, là vui rồi đó, hồi nãy là vui rồi đó. Không. Ông đầu tiên kìa, hồi nãy á, chút con xem. Hả? Hồi nào? Ờ thì ông đâu có ông. Tôi chưa chạy vô mà sao nãy chưa chạy vô mà. Anh ta nói chở rơm này giàu lắm hả anh? Vậy hả? Tại ta nói chở ngày cả triệu có triệu mà. Là vợ con đủ ăn nè. Xe cộ mình binh nó vô, mình binh xe lên nó trơn. Thì em nói thiệt, cũng có như người ta nói là
Trời ơi, chở nguyên vụ vậy chứ về tới chân sửa xe không có tiền sửa. Xe này mấy anh em nhập cơ mà chứ đâu có ấy đâu. À, làm máy đồ. Nói chung là phải chạy rồi, chung là phải xe phải mạnh mới được bán này, quỷ này yếu chả đâu chạy được đâu. Ồ. Cái xe này làm cái động cơ không là hết bộn tiền á. Chung máy phải mạnh. Thấy rồi, yếu đâu chạy được. À, cái chỗ ngoài đầu đó rồi có bị lún không? Nãy tôi thấy nó bị nước xì vô đó. À. Thấy cái xì nước cái chỗ đó. Không, mà em thấy chợ rất là nguy hiểm nha. Chú chính bữa đó là bị gì? Bị chạy chứ hả? Đé chạy mạnh với chạy cổng. Cậu nghỉ luôn hả? Nghỉ luôn rồi. Trời, tôi nghe vẫn ghê không?